Ngày 10 tháng 12, Sudan tuyên bố trục xuất 15 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và yêu cầu họ rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Bộ Ngoại giao Sudan đã triệu tập đại biện lâm thời của Sứ quán UAE và thông báo cho bà về quyết định này. Hiện phía UAE chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước động thái của Sudan. Cuối tháng trước, một vị tướng của lực lượng vũ trang Sudan, SAF, cáo buộc UAE đã gửi hàng tiếp tế cho lực lượng hỗ trợ nhanh RSF bán quân sự, đối thủ của SAF. Đáp lại, một quan chức UAE tuyên bố ngay từ đầu khi xảy ra giao tranh, UAE đã liên tục kêu gọi giảm leo thang ngừng bắn và bắt đầu đối thoại ngoại giao tại Sudan. Sudan đang phải đối mặt với tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi kể từ khi các cuộc đụng độ chết người nổ ra giữa SAF và RSF ở thủ đô Khartoum và các khu vực khác vào ngày 15 tháng 4. Giao tranh giữa SAF và RSF đã buộc hơn 6,5 triệu người phải di rời và gây ra làn sóng xung đột sắc tộc ở Darfur.